tiếp tục về điều tra độc quyền của Dân Việt, vạch trần thủ đoạn núp bóng cơ sở kinh doanh đồ uống để bán bóng cười trái phép. Trong quá trình điều tra, phóng viên Dân Việt của chúng tôi đã phát hiện nhiều tụ điểm bán bóng cười trái phép có thu nhập lên tới vài trăm triệu đồng mỗi tối, chưa kể các khoản thu từ đồ ăn, thức uống. Vậy câu hỏi đặt ra, những cơ sở kinh doanh bóng cười trái phép này có những chiêu trò gì để những dân chơi sẵn sàng nướng sạch tiền vào bóng cười? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự sau. Trong vài một tay chơi, phóng viên theo chân nhóm bạn trẻ thường xuyên tới quán cà phê và bar trên phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. Thời điểm chúng tôi đến không phải giờ cao điểm ăn chơi, nhưng đã có gần 30 khách. Trong tiếng nhạc ầm ầm, đôi phú công nam Minh Trần uốn éo mời khách nữ nhảy. Dựa vào bóng phê, nhiều bạn nữ cũng uốn éo, thản nhiên áp sát vào người phú công. Bar này còn cho hẳn một người hò hét, bày đủ trò tặng bóng nhằm kích thích khách dùng bóng. Một khi đã về thì cứ thế gọi thêm hết quả này tới quả khác. Để cùng nhảy và giải thưởng của chương trình đưa ra, giải nhất chúng ta sẽ nhận được 10 môn, giải nhì sẽ là 5 môn. Yeah yeah. Vậy thì ngay bây giờ đây, không chần chờ gì nữa, tôi muốn thấy tất cả cánh tay của mọi người. Vâng, xin mời chị Hoa lên sân khấu ạ. Chưa dừng lại đó, trong quá trình điều tra, phóng viên còn phát hiện nhiều tụ điểm còn sử dụng chiêu trò dí bìu, hòng móc sạch tiền của dân chơi. Một quán bar trên phố Phan Bội Châu, dù đã muộn vẫn rất đông khách. Nhân viên quán cho hay, sau 12 giờ đêm rồi, chỉ bán theo combo. Gói bèo nhất chỉ có vài chai nước lọc, xì xa và một chai gọi là rượu tây, đã có giá gần 4 triệu đồng. Còn muốn hút thì phải gọi tiếp combo bóng cười với giá không hề rẻ, xấp xỉ 5 triệu đồng. Lẽ nào vào bar ngồi chờ ngậm bóng, nhóm bà này đành tặc lưỡi gọi hai combo rượu và bóng. Thế là bay cả chục triệu. Rượu say, bóng cũng bắt đầu ngấm. Nhóm khách luôn miệng gọi bóng, không để các cô các cậu chờ lâu, nhân viên quán liên tục tiếp bóng. Quả này chưa hết đã dí vào tay quả khác. Còn dân chơi trong cơn phê cứ thấy đưa bóng là nhét vào miệng. Nhân viên ở đây cho biết khách còn há được miệng ngậm bóng là còn phục vụ cho tới sáng. Phê quá không về được có thể nằm ngay tại quán. Để rồi sau khi tỉnh cơn mê, khách phải thanh toán những hóa đơn lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng cho một đêm ăn chơi. Với những chiêu trò đánh vào tâm lý dân chơi, bước chân vào bar thì không tiếc tiền. Những tụ điểm kinh doanh bóng cười trái phép có thể bán được hàng nghìn quả một đêm. Nhưng mà một đêm này liệu được khoảng 100 quả không? 2 quả. Bán được 3 quả không? Vậy thêm 1 quả. Hơn 2 quả. Thì lên xe anh bán mấy quả? Số lượng tăng hơn 4-5 nghìn. Hơn 5.000 quả bóng cười một đêm với giá khoảng 130.000 một quả. Thì cơ sở kinh doanh bóng cười trái phép một tối có thể thu hàng trăm triệu đồng, chưa kể các khoản thu khác từ đồ ăn, thức uống. Vì khoản lợi nhuận lớn như vậy, cho nên những cơ sở núp bóng kinh doanh đồ uống để bán bóng cười đã không từ thủ đoạn để lột sạch túi của dân chơi đua đòi. Phóng viên đã chứng kiến những cuộc phê pha quên lối về của nhiều bạn trẻ chỉ vì những phút giây nông nổi đua đòi. Đó chỉ là góc khuất nhỏ về những cơn u mê bóng cười trong ánh sáng đèn mờ, xen lẫn những tiếng nhạc chát chúa. Tấm màn bí mật về những cơ sở núp bóng kinh doanh đồ uống để bán bóng cười trái phép sẽ dần được hé lộ trong phóng sự tiếp theo.